Nhắc tôi nhé, không yêu mà từ chiều từ ngày đi đến đuổi sao? Không cứu dắt đi luôn. Chào. Anh em nó chơi bánh ruột ơi. Còn hai cây phôi ủng hộ bánh ruột ơi. Chào sáu anh ruột nha, sáu anh trai nha. Còn hai cây phôi anh em ơi, vô chốt ủng hộ em cái bánh ruột ơi, kiếm tiền mua sữa cho nhỏ anh ruột ơi. Chào anh Nguyễn Tuấn nha. Ồ phôi đẹp quá bánh trai ơi. Ồ chào tám anh em nha, chia sẻ xem cho vui. Đó cũng được anh ruột ơi, xem cho vui cũng được anh trai ơi. Ở anh ruột ơi, vô xem like ủng hộ em anh ruột ơi. Còn hai cây phôi kiếm tiền mua sữa cho nhỏ anh ruột ơi, anh trai ơi. Đó. Em chốt buổi chiều anh bánh trai ơi, còn hai cái phôi chốt buổi chiều bánh ruột ơi. Có anh em nào ủng hộ em mua bánh trai ơi. Chào anh Trương Trần nha. Bữa nay em chốt giá thu hồi vốn luôn cho anh Song An nha, cho anh Đạt Trần. Em chốt thu hồi vốn luôn bánh ruột ơi. Bữa nay chốt thật sự giá thu hồi vốn nha, giá mềm xèo luôn bánh ruột ơi. Em còn hai cái phôi bánh ruột ơi. Alo. Nghe nha. Rồi rồi. Ờ chào bánh ruột nha. Ờ vô xem like chia sẻ một vài hỏi nhóm mai vàng bánh ruột ơi. Em còn hai cây phôi này, có anh em nào chốt em quay sơ sơ cho anh em xem ủng hộ mình chốt bánh ruột ơi. Em giá thu hồi vốn nha trên cho tất cả anh em nha. Ờ anh em xem ủng hộ bánh ruột ơi. Ủa có anh em nào thích cây nào cài men lên cây đó em báo giá cho anh em về chơi bánh ruột ơi. Họ lấy về ủng hộ lấy về chơi bánh trai ơi, lấy gì nuôi bánh ruột ơi. Ủa cây này chi cành đẹp cái bánh ruột ơi. Một cúc chật nha, chào bánh ruột nha. Ủa bánh trai vô xem like chia sẻ cho em một vài hơi nhóm vàng bánh ruột ơi. Ủa em nam chốt giá thu hồi vốn cho tất cả anh em chơi nha bánh ruột ơi. Ủa giá mềm thật sự nha bánh ruột ơi. Để em chia sẻ cho anh Trương Trần nha. Ở cây này là em chốt với anh em trên like nè. Ở cây này em chốt với anh em là 5.500 bánh ruột ơi. Ở, em giá thu hồi vốn bánh ruột ơi. Còn cây này là em chốt với anh em là 2.500 nha. Ở, cây này chào anh Chu Nhân Cảnh nha, chào anh Quỳnh Lý. Ở, cây này 5.500 nha anh Trương Trần ơi, giá thu hồi vốn bánh ruột ơi. Ở, cây này đẹp dữ lắm nha bánh trai ơi. Đó. Thân nở mấy tụi ơi, thân nở cây lục lực nha, chi cành cốt một cốt hai đóng đẹp lắm anh trai ơi, đóng đẹp lắm anh ruột ơi. Đó. Anh em ơi xem like ủng hộ anh ruột ơi. Đó, cây này em chốt với anh em là 2.500 nha. Đó, cây này chốt 2.500 cho anh ruột ơi. Cây này là em bán cái giá là mềm sập luôn anh ruột ơi. Đó, cái củ đế dữ lắm nha anh ruột ơi, củ đế dữ lắm nha. Ở cây này là em chốt 5.500 nha. Ở cây này lực dữ lắm anh ruột ơi. Ở, nó nở lắm anh trai. Nó nở lắm nha anh ruột ơi. Ê cái này cầm giùm anh cái chuột. Chào anh trai nha. Chào mừng anh em đã xem like, chào anh Khanh Ghi Khanh. Ở cái này em nào xem ủng hộ anh ruột ơi, cây nào ủng hộ em báo giá chốt buổi chiều anh ruột ơi. Cây bên phải là 5.500 anh ruột ơi. Để em đo hoành thông số cho anh em chơi cái bánh trai. Em đo hoành thì anh em yên tâm mà chơi nha. Hoành 44 nha bánh ruột ơi. Hoành 44 nha. Ở hoành chuẩn 44 nha bánh ruột ơi. Rồi em nở cái bánh ruột ơi. Đó nở là 47 nha. Đó
đo cắn con đế nở tới 47 nha, hoành chuẩn là 44 nè bánh chơi đó, không cắn nở nha, cổ đế còn rất là dài lắm rồi. Đó, 44 ở cao là 50 bánh chơi, chiều cao là 50. Ô, em đo thông số từng cây cho anh em xem ủng hộ nha. Ở cây này hoành 34 các bạn ơi, hoành 34 nha. Cây cũ đông đặc em nói là cây cũ đông đặc là 56 các bạn ơi, cây cũ đông đặc là 56 nha. Cây này tổng rồi đế là 200 cái bánh chơi. Đó, tổng rồi đế là 200 cái bánh ơi. Ở tổng nội đế là 200, hoành eo 44 chuẩn, đo cắn nở là chào anh Hoàng Ngân, chào anh Tú Thơ Minh. Ở cây này chi cành đẹp nha mấy người ơi. Đó, anh em xem con kỹ ủng hộ mấy người ơi, anh em xem kỹ ủng hộ mốt bánh trai ơi. Anh em chốt cái giá mềm cho anh em chơi mấy người ơi. Đó, cây này chi cành đóng rất là đẹp mấy người ơi, cây rất lực nè. Nó hoành eo 44 chuẩn nha, em đo cắn nở là 47 nha mấy người ơi. Đó, cúc 1, cúc 2 rất là lực nha, cây rất đẹp bánh chơi. Đó, anh em xem kỹ ủng hộ mốt bánh vui. Cây này em chốt là 5.500 bánh vui, em chốt cho anh em trên like là 5.500 bánh chơi. Đó, 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi một cây phôi, một cúc trực thẳng chi cành đẹp bánh vui, một chút trực chi cành đẹp nha. Đó, trực thẳng băng lên, một bóp giót bánh vui. Đó, anh em xem kỹ ủng hộ bánh vui, chào 11 anh em nha. Ở cây này hoành eo 44 nha, em đo cắn nở là bờ ra 47 bánh chai. Đó, em đo hoành chuẩn cho anh em chơi nha. Ở đế đấm thì khỏi bàn bánh rồi. Ở cây này là hoành eo 34 nha. Đó, cái cổ cái củ đế này là 56 nha bánh rồi, cái củ này 56 nha. Ở chiều hai, ở chiều cao tầm cỡ 55 đó bánh chai, chiều cao 55 nha, hoành eo 34. Đó, cái nồi đế này 200 bánh rồi, cái nồi đế này 200 nha. Cái này em chốt với anh em trên like là 2 triệu rưỡi bánh rồi. Ở cái này em chốt với anh em là 2 triệu rưỡi bánh chai. Chào anh Dễ Nguyễn nha. Ở cái này em chốt với anh em trên like là 2 triệu rưỡi bánh rồi. Ở cái này 2.500 bánh rồi. Hoành eo 34, chiều cao 55. Ở em chốt với anh em trên like là 2.500 bánh rồi. Ôi cây này là chốt là 5.500 bánh rồi, 5 triệu rưỡi bánh chai. Anh em ơi vô xem like chia sẻ cho em một vài hội nhóm bánh rồi. Ở hai cây phôi rất là đẹp bánh rồi, giá mềm cho anh em chơi bánh rồi, giá mềm cho anh em chơi bánh chai. Ở anh em ơi siêu xem like ủng hộ đi bánh rồi. Ở để em chia sẻ một vài hội nhóm ba vàng vô bánh rồi, cho anh em vô đông đông ủng hộ bánh chai ơi. Đó, mạnh tay ủng hộ bánh rồi. Buổi chiều em lên live em chúc với anh em hai cây phôi nha. Có hai cây phôi thôi bánh rồi. Giá mềm mềm cho anh em chơi bánh rồi. Cây hoành eo 34 này là em chốt cho anh em là 2 triệu rưỡi mấy người ơi, 2 triệu rưỡi nha. Đó, anh em ơi, anh em nào xem vô ủng hộ bánh rồi, anh em này vô xem ủng hộ bánh chai ơi. Đó, còn cây đang quay là 5 triệu rưỡi mấy người ơi, cây này chi cành đẹp nha, cốt 1, cốt 2 đóng như sắp mấy người ơi. Đó, đế đẹp mấy người ơi, dướng rồi đó, quay ngược lại cắn vô bằng xe vậy. Ô, anh em ơi vô xem like ủng hộ bánh rồi coi. Bữa nay em chốt cho anh em buổi chiều hai cây phôi bánh rồi coi. Ô, xem ủng hộ bánh chai. Ở cây đó hoành eo 44 nha. Em đo cắn nở là 47 nha. Chiều cao là 50. Ô, vô xem ủng hộ bánh chai. Tổng nồi đế là 200 bánh rồi. Tổng nồi đế là 200 nha. Cây này em chốt cho anh em trên like là 5 triệu rưỡi bánh rồi, 5 triệu rưỡi bánh chai. Bữa nay bán xả bán thu hồi vốn bánh rồi, kêu có giá mềm cho anh em chơi bánh kêu bánh rồi.
À, anh em ơi, vô xem like ủng hộ bánh quay. À, anh em ơi, vô xem like ủng hộ bánh quay. Trời gột hồ bình thường nha. Đó, em có hai cây phôi buổi chiều em chốt với anh em trên live bánh quay. Đó, có anh em nào vô xem ủng hộ bánh quay. Đó, cây quà neo 34 nha, quà neo 34 chiều cao 55, tổng nồi đế 200. Đó, đế đẹp đế biết bánh quay, em chốt với anh em là 2,5 triệu bánh quay. 2,5 triệu bánh quay. Chào 12 anh em đang xem live nha. Đó, anh em vô xem live ủng hộ bánh quay cho em múc một vài mức giá mạnh mạnh nha bánh quay. Em chốt với anh em bánh quay. Đó, 13 anh em ơi, vô ủng hộ anh quay, vô xem like chia sẻ cho em một vài hội nhóm mai vàng đi bánh ruột. Đó, mạnh tay chia sẻ đi bánh trai ơi, cho anh em vô đông đông ủng hộ em hai cái phôi cái bánh ruột. Đó, kiếm tiền mua sữa cho nhỏ bánh ruột. Mạnh tay ủng hộ bánh ruột, mạnh tay ủng hộ bánh trai ơi. Ở cây này là hoành eo 44 nha, chiều cao là 50. Ở tổng nồi đế 200. Ở đế đẹp đế vip bánh ruột, đế đẹp đế vip nha. Đế đẹp đế vip bánh trai ơi. Đã chia sẻ. Ồ, cảm ơn Ngục kia Ngục ơi. Đứng cạnh tôi đây có Lương Y Đặng Xuân Huy. Ông là người có bài thảo dược gia truyền chuyên điều trị bệnh lý liên quan đến mắt đấy ạ. Bà con nào mà có mạnh tay mấy người ơi. Ở cây này là hoành eo là 34 nè. Hoành eo là 34 nha. Đó, tổng nồi đế 200. Ở cái cũ này là không là 50 là anh Lê Thịnh. Ủa, cái cũ này gần 56 chứ lộn, 56 anh ơi, cái cũ này hồi 56 nè. Đông đặc nha, cái cũ đông đặc. Đó, cây lường thân lắc lượng nha. Đó, em chốt cho anh em là 2,5 triệu mấy người. 2,5 triệu. Đó, anh em vô xem like ủng hộ đi mấy người, cây quá rẻ quá đẹp mấy người. Ủng hộ bánh trai, quá rẻ quá đẹp với anh em nha. Bữa nay chốt cái giá mềm xèo cho anh em chơi mấy người. Đó, còn cây này nè, quanh em là 44 mấy người, quanh em 44 nha. Chiều cao 50. Đó. Trời, đúng là mai vàng bánh quay. Đế nó vàng ngính luôn bánh quay. Vàng làm như là vàng 24 như bánh trai ơi. Vàng như vàng 24 như nha. Đó, quả khứ ở chi cành thì đóng như sắp bánh quay. Cốt 1, cốt 2 đóng rất lực nha. Đó. Đó, anh em ơi, vô xem like cây này đẹp lắm bánh quay. Cây này em chốt cho anh em là 5,5 triệu bánh quay. Đó, có anh em là 5,5 triệu ủng hộ cây này bánh trai. Ồ, em đo ngay đây là 44 nha. Em đo cắn dưới là 47, 48 mấy anh rồi. Còn anh em chuẩn nha, không có cắn nở mấy rồi. Chiều cao là 50, tổng nồi đế là 200. Ồ, cây bao đế mấy rồi. Nó vàng như vàng 24 với mấy rồi. Đúng là mai vàng bánh trai. Ủng hộ mấy rồi. Ồ, cây này là chiều cao 55 nè. Ồ, quần eo 34 nha. Quần eo 34. Ở cái cũ đồng đặc này 56 nè, tổng nồi đế 200. Ở em chốt với anh em là 2,5 triệu mấy người, giá thu hồi vốn 2,5 triệu bánh trai. Có anh em nào ưng cái nào chốt ủng hộ bánh trai. Chào Phạm Văn Vũ nha. Chào Ruột Đại Quách. Ở ủng hộ bánh người. Anh trai Phạm Văn Vũ nè, anh Lê Thịnh nè, Lại Quách nè, có anh em nào ủng hộ mấy người ơi. Cái này 2,5 triệu mấy người ơi. 2,5 triệu nha. Cái cũ đông đặc em quay đế cho anh em xem ủng hộ mấy người ơi. Cây này đường thân lắc ẩn đồ duyên dáng lắm anh trai. Đó, 2,5 triệu nha. Chào Lại Quỳnh. Cây này 2,5 triệu mấy người ơi. Cũ đông đặc là 56 nha. Đó, tổng nồi đế 200. Đó, em chốt với anh em là 2,5 triệu bánh rồi. Ôi, cây này có cái thẹo đây là nó bị quá đá nha. Em đục quầy anh em chắc keo vô là không, em bao cho anh em một lũa nha. Ô, không sao nha, em đục còn tươi trong rồi mấy rồi. Chốt hết luôn rồi, có anh em nào chốt ủng hộ là chốt hết anh trai ơi. Có anh em nào vô chốt là ủng hộ, chốt là lụm liền rồi, lụm cái cốp liền anh bánh rồi. Đó, cây này là chiều cao 50 nè. Đó, đế vàng ngính hết trơn bánh trai ơi. Đúng là mai vàng thiệt bánh rồi. Bao phê bao tê. Cao 50. Tổng rồi đế 200. Bánh em 44. Đó, chỉ cần bao đẹp bao phê nha bánh rồi.
đế thì bao phê luôn, quá đẹp cho một cây voi mấy anh ơi. Có anh em nào chốt ủng hộ cái bánh rượu ơi, anh em nào chốt rồi đẩy cái cốp điện bánh rượu ơi, có anh em nào xem vô ủng hộ bánh chai hai cây phôi giá mềm sầm mềm xèo luôn bánh rượu ơi. Đó, có anh nào ủng hộ bánh rượu ơi, bánh chiều em chốt với anh em hai cây phôi bánh rượu ơi. Chào anh trai Trần Đức Đệ. Họ có ủng hộ em cái phôi nào anh Trần Đức Đệ ơi, ủng hộ múc một cây hai cây anh ruột ơi. Đó, mạnh tay ủng hộ mấy ruột ơi. Mạnh tay ủng hộ mấy anh trai. Có hai cây phôi đẹp quá mấy ruột ơi. Bán cái giá thu hồi vốn mấy anh trai. Mạnh tay ủng hộ mấy ruột ơi, mạnh tay ủng hộ mấy anh trai. Mạnh tay ủng hộ mấy ruột ơi. Mạnh tay ủng hộ mánh rượu ơi. Chào anh trai Việt Ba Lê. Đó, có anh em nào xem ủng hộ mánh rượu ơi, anh em nào hợp nhãn cây nào ủng hộ em cái đó mánh chai. Đó, cây này chi cành đẹp quá mánh rượu ơi, rồi đế đẹp nữa nha. Đó, quà neo là 44 chẩn nha mánh rượu ơi. Đó, em đo không cắn một tí nào cho nha, rồi đo cắn ra 47 48. Chào anh trai Nguyễn Hằng. Chào anh Tài Nguyễn Thanh. Ở cây này em xin giao lưu với anh em là 5,5 triệu nha, giá thu hồi vốn bánh rượu ơi, giá thu hồi vốn bánh chai. Còn cây này em giao lưu với anh em là 2,5 triệu nha, 2,5 triệu bánh rượu ơi. Ở cái cũ đồng đặc này là 56 nè, 56 57 gì em quên rồi, 56 nè, cũ đồng đặc là 56 nè, nồi đế 200. Anh Tèo Nguyễn Thanh ơi, cây này là 5,5 triệu nè. Chào anh Nguyễn Bảo Long. Anh Nguyễn Bảo Long ơi, có hộp nhãn cây nào ủng hộ em cây anh Nguyễn Bảo Long ơi. Anh Tèo Nguyễn Thanh nè. Anh trai có anh em nào hộp nhãn ủng hộ em bánh rượu ơi. Cây này 5,5 triệu nè anh Tèo Nguyễn Thanh ơi. Còn cây này là 2,5 triệu anh ruột ơi. Cây này 2,5 triệu nha. Còn cây này là 5,5 triệu. Đó, anh trai vô ủng hộ bánh rượu ơi, ủng hộ em múc một cây cây làm quen bánh rượu ơi. Đó, cây này là em đo chuẩn là không cắn luôn, là 44 hoành chuẩn nha. Đó, con số đẹp bánh rượu ơi, 44 nha. Em đo cắn dưới này là ra 47 48 nè. Đó, tùy anh em đo, tại vì nó nở lắm bánh rượu ơi, 50 vẫn được, nó nở lắm nghe bánh trai. Đó, chi cành nè. Đó, cúc mồng cúc hai là đẹp lắm bánh rượu ơi. Đỏ bắp giót nha mấy người, cây bắp giót nha, đỏ bắp giót mấy người. Đó, cây này là hoành 34 nha. Đó, em đang đo vẫn 35 36 vẫn được nha, mà em không đo nha, em đo hoành theo chuẩn thôi. Đó, là bao cho anh em chơi. Đó, bao chuẩn. Cũ đồng đặc này 56, chiều cao 55. Đó, cây này em chốt với anh em là 2,5 triệu mấy người. Có anh em nào hợp nhãn cây nào ủng hộ cái đó bánh chai. Đó, có anh em nào hợp nhãn ủng hộ bánh rượu ơi. Đó, anh em nào hợp nhãn ủng hộ bánh rượu ơi. Em có hai cây phôi và bánh chai. Em tính săn cây về đấu bánh rượu ơi. Có anh em nào ủng hộ em mua bánh chai ơi. Lô. Lô lô lô. Chưa chưa đang lên live bán hai cây cái chút cậu gọi cho. Chào anh Nguyễn Phương nha. Hỏi có anh em ơi, anh em nào vô xem live ủng hộ bánh rượu ơi. Có hai cây phôi này em chốt cái giá anh em cho anh em về chơi bánh rượu ơi. Giá mềm xèo luôn bánh rượu ơi, bao mềm bao rẻ bánh trai. Bao mềm bao rẻ cho anh em chơi nha. Ở cây này là chiều cao 50 nè, hoành em 44 bánh ruột ơi. Ở em xin nhắc lại thông số nha, tổng nồi đế 200. Ở cây này em giao lưu với anh em là 5,5 triệu cái bánh chai. Ở một cây phôi chi cành đẹp nha.
Đó, cây lùng lật bánh ruôi. Đó, cây đẹp cây biết bánh ruôi. Đó, đế thì bao đẹp bánh trai, đế bao đẹp nha. Còn cây này em giao lưu với anh em mình 34 nha. Em giao lưu với anh em là 2,5 triệu bánh trai. 2,5 triệu nha. Cây này em giao lưu 2,5 triệu bánh trai. Đó, đường thân ảnh lắc rất là đẹp bánh ruôi. Đường thân ảnh lắc rất đẹp nha. Đế thì cũng khá biết bánh ruôi. Đế thì cũng khá biết nha. Đó, tổng là đế 200. Đó, có anh em là xem ủng hộ bánh ruôi. Đó, buổi chiều có anh em là chốt giùm em mua bánh trai. Có anh em là chốt giùm em mua bánh ruôi. Ủa, hai cây phôi quá đẹp, quá biết bánh ruôi. Anh em ơi, xem ủng hộ bánh ruôi, xem ủng hộ em bánh trai. Ủa, anh em nào bỏ giá chân trời, anh em nào ủng hộ chân bánh ruôi chết luôn bánh trai. Chỗ này bể xô bánh ruôi, bể xô bánh trai ơi. Anh em nào ủng hộ em một hai bức giá mạnh mạnh tay bánh ruôi. Anh em nào hợp nhãn cây nào inbox, hợp nhãn cây nào bình luận lên cái đó em báo thông số cho anh em chơi bánh ruôi. Đó, anh em nào hợp nhãn cái nào vô bình luận đi, comment lên đi em chào anh trai Phạm Tấn nha. Chào anh trai Mai Dân. Chào tất cả anh em nha, chào bánh ruột nha, chúc mấy anh trai buổi chiều bên gia đình vui vẻ mình rồi. Đó, em ơi vô xem like ủng hộ bánh ruột ơi. Đó, anh em nào thích cây nào comment lên ủng hộ cái đó bánh trai. Đó, buổi chiều em chốt cho anh em hai cây phôi bánh ruột ơi. Đó, em xin chốt cho anh em hai cây phôi giá mềm cho anh em chơi bánh ruột ơi. Đó. Đó. Mai Văn ơi, cây nào anh ruột ơi, cây này là em bữa nay em bán, em chốt cây này nha, cho anh em chơi nè. Cái này là em bán cái mức giá là cây bên phải giá nhiều. Chờ anh ăn bôi. Em báo có giá nè, sát cho anh em chơi nè. Nói chung là bán là lỗ bao nhiêu tới đâu tới mình rồi. Cây này em báo có giá sát cho anh em chơi nè. Cây này em báo là 5.000 cao mình rồi. Đó, bây giờ em kêu 5.500 nha. Bữa nay em chiều rồi, em có anh em vừa hỏi giá nè, em chơi luôn. 5.000 cao. Cái này 5 triệu anh rồi. Đó, cái này 5 triệu anh trai ơi. Còn cây này em giao lưu với em là 2,5 triệu nè. Đó, em để con số chẵn cho anh em chơi luôn, 5 triệu. Đó, cây chi cành đẹp. Đó, anh Mai Văn ơi với anh An Bùi nè, có anh em nào ủng hộ thì chốt ủng hộ em cây hai cây bánh trai. Cây này em giao lưu với anh em là 5 triệu anh rồi. Hoành em 44 triệu cao 50 nè. Đó, lại không cắn luôn anh rồi, em đo không cắn luôn nha. Đó, em đo là anh em về đo thoải mái nha, cây này tới hai chỗ đo nha. Đó, tại vì nó cái củ nó nở lắm anh ruột ơi, nó chạc nở nha. Đo lại cho người ta thấy. Không, bao cho anh em luôn, bao cho anh em, cho anh em chơi mà. Đó, 44 nha, chuẩn nha. Còn em đo cắn như này, anh tiện em đo 50 vẫn được nha. Đó, 48, 49, 50 vẫn được. Em đo chuẩn trên đây là cho anh em 44. Chào anh Bình Trần. Chào 17 anh em nha, chào 18 anh em. Đó. Còn cây bên đây là em đo hoành chuẩn cho anh em là 34 nha. Là không cắn tí nào cho nha. Em đo 36, 37 vẫn được nha. Mà em đo 34 cho anh em chơi. Đó, còn cái củ đế này là đông đặc này là 56 nè. Cái củ đông đặc luôn nè. Đó, nguyên củ đông đặc luôn anh rồi. Đó. Cây này em chốt với anh em là 2,5 triệu nè. Đó, hoành em 34. Đó, tổng nồi đế là 200. Đó, em xôi đế cho anh em xem nha. Đó. Cái này em chốt với anh em là 2,5 triệu nè. Đó. Có anh em nào xem mà ủng hộ bánh ruôi. Đó, có anh em nào xem mà ủng hộ mấy em bánh trai ơi. Đó. Cái này chiều cao 55 nè. Đó, em chốt với anh em là 2,5 triệu nha. Đó, còn cây này thì em chốt với anh em là 5 triệu chẳng nè. Đó, em bán dùng mà bán lỗ luôn bánh rồi, bán lỗ luôn. Nói chung là thu hồi vốn lấy tiền mua cái khác bánh chơi. Thu hồi vốn lấy tiền mua cái khác bánh rồi. Đó, cây này lỗ thật sự bánh rồi. Đó, mạnh tay ủng hộ bánh chơi.
Em ơi, dân nè, anh ăn bùi nè. Có anh em nào thích cái nào, hợp nhãn cái nào, ủng hộ em cái đó bánh ruột ơi. Đó. Mạnh tay ủng hộ bánh chay ơi. Mạnh tay ủng hộ múc bánh ruột ơi. Mạnh tay ủng hộ múc bánh ruột ơi. Đó, có anh em nào thích cái nào, ủng hộ em cái đó bánh chay. Mạnh tay ủng hộ mấy người coi. Anh trời ơi. Của em chán mấy người ơi. Con khóc con la quá trời rồi. Ờ, bánh chay có anh em nào xem ủng hộ bánh ruột ơi, có anh em nào xem vô ủng hộ bánh ruột ơi. Ồ, em đang like bánh ruột ơi, đừng điện bánh chay, cái gì xuống like điện. Ờ, bánh ruột ơi vô xem like ủng hộ bánh ruột ơi. Ờ, vô xem like ủng hộ bánh chay, có anh em nào thích cái thôi nào ủng hộ em buổi chiều bánh ruột ơi. Thích em cái nào ủng hộ cái đó bánh ruột ơi. Ờ. Ủa em lên like đừng có điện bánh ruột ơi, hồi gớt like cái luôn bánh chay ơi. Ở cây bên phải này em chốt với anh em là 5 triệu bánh ruột ơi. Ở cây này em chốt với anh em là 5 triệu nha. Quành neo 44 nha. Đó, tại vì cái củ nó nở lắm nha, hai chỗ đo nha. Đó, em đo xét. Chào anh Mini Bonsai nha. Ở cây này em xin chốt với anh em là 5 triệu bánh ruột ơi. Đó. Quần neo 44 nha. Cái này nó chặt nở nha, hai chỗ đo bánh ruột ơi. Đó, em đo cắn của đế là ra gần 50 bánh ruột ơi. Đó. Gần 50 vành nha. Đó, chiều cao 50, chi cành này bao đẹp bao vip. Tổng nồi đế thì 200. Tổng nồi đế thì 200 nha. Đó, cây này thì chiều cao 55. Thì 56. Không anh em nào ủng hộ cho xuống like quá mấy người. Rồi xin tổng chào tất cả anh em nha. Có gì anh em đã có xem like ấy, thì vô có xem like lại hay vô inbox cho em nha mấy người. Rồi em báo giá cho anh em chơi nha. Xin tổng chào tất cả anh em nha. Và chào anh em buổi chiều vui vẻ mấy người. Hẹn anh em trong nay mai mấy người. Quá rẻ quá.